Một tuần mới lại đến và những người làm chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, những lúc sau mùa khi thời tiết nắng mưa thất thường cũng là thời điểm thuận lợi cho vi khuẩn virus tinh sôi phát triển, từ đó gây ra các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt trong đó là bệnh viêm mũi xoang. Các bác sĩ cũng nhận định rằng căn bệnh này có thể xảy ra quanh năm, nhưng thường gặp nhất là khi thời tiết chuyển mùa. Do vậy, bạn cần nắm rõ một số triệu chứng phổ biến của bệnh để chủ động phòng tránh ngay từ sớm. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Ngứa mũi Tình trạng ngứa mũi là một dấu hiệu thường gặp của những người mắc bệnh viêm mũi xoang. Cơn ngứa mũi thường xảy ra bất chợt và đi kèm với tình trạng ngứa cả mũi, mắt, bên trong họng hoặc cả vùng ngoài da như vùng cổ, vùng ống tay ngoài. chảy nước mũi thường xuyên. Nếu gặp phải tình trạng chảy nước mũi đi kèm với hiện tượng hắt hơi hoặc sau hắt hơi thì không nên chủ quan bỏ qua vì đó là một triệu chứng phổ biến của bệnh viêm mũi xoang. Bên cạnh đó, nước mũi sau khi chảy ra thường có dịch nhầy trong. Sau vài ngày, nếu kèm theo bộ nhiễm thì nước mũi sẽ có dịch nhầy đục. Hắt hơi thường xuyên Đây là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh viêm mũi xoang người bệnh không chỉ gặp phải tình trạng hắt hơi đột ngột mà còn kéo liên tục cả trang dài nhiều phút, thậm chí còn thường xuyên bị tái phát trong đợt dị ứng nên tuyệt đối không được chủ quan xem thường. Tắc ngạt mũi Khi nước mũi chảy nhiều và sự phù nề của niêm mạc sẽ làm cho bạn bị ngạt mũi ở cả hai bên, có khi làm ngạt hoàn toàn gây ra tình trạng khó thở. Thường khi gặp phải triệu chứng này, bạn sẽ phải thở thông qua đường miệng nên gặp khó khăn trong giao tiếp hàng ngày. Đau rát mũi, ngoài những biểu hiện trên, người bệnh còn có thể gặp phải tình trạng ngạt cứng trong mũi, gây đau rát, khó chịu ở vùng mũi cũng như khắp cơ thể, từ đó làm giảm năng suất làm việc trong ngày. Bên cạnh đó, có nhiều người còn gặp phải tình trạng rối loạn vân mạch ở vùng mặt. Cách điều trị bệnh viêm gan tùy theo nguyên nhân gây bệnh bác sĩ sẽ chỉ định thuốc kháng sinh nếu là viêm mũi xoang do vi trùng với những trường hợp viêm mũi xoang do cảm cúm nên dùng thuốc cảm thông thường như paracetamol giảm đau thuốc chống dị ứng phun khí dung hoặc thủ thuật xúc rửa xoang để đưa dung dịch thuốc vào xoang sàng bên cạnh chữa trị viêm xoang bằng y khoa bệnh nhân cần áp dụng các biện pháp chữa trị hỗ trợ tại nhà đơn giản mà hiệu quả như ăn uống đủ chất cân bằng nghỉ ngơi tập luyện điều độ để cơ thể khỏe mạnh và có một sức đề kháng tốt, giúp cơ thể chống lại các viêm nhiễm và phục hồi nhanh chóng. Uống nhiều nước bao gồm nước lọc, nước ép trái cây, trà thảo dược có tác dụng tốt để rửa sạch các chất nhầy. Xông mũi bằng tinh dầu, nhỏ một vài giọt tinh dầu bạch đàn trong một bát nước nóng. Trùm một chiếc khăn phủ đầu bạn và cái bát, sau đó hít hơi nước bằng mũi. Điều này giúp bạn làm sạch chất nhầy và cảm thấy dễ chịu ngay. Chườm ấm, dùng khăn ấm chườm quanh mũi, mắt, đầu. Để giảm đau nhức và giúp chất nhầy dễ thoát hơn. Súc miệng bằng dung dịch lá chanh khô, đun sôi lá chanh khô với nước trong 10 tới 15 phút, lọc lấy nước và dùng dung dịch này để súc miệng sẽ cho cảm giác dễ chịu. Phải làm gì để phòng tránh bệnh viêm mũi xoang từ sớm? Không tắm nước lạnh vào sáng sớm và tối muộn, đeo khẩu trang trước khi ra đường, vệ sinh họng miệng sạch sẽ trong ngày uống thuốc theo đơn kê từ bác sĩ chuyên khoa, uống các loại trà thảo mộc có tinh ấm, tính kháng sinh tự nhiên như thương nhĩ tử, kim ngân hoa, phòng phong, tránh uống các loại đồ chứa cồn, ăn nhiều trái cây và rau xanh. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, xin được giới thiệu tới quý vị những mẹo tránh bị tắc nghẹt mũi trong mùa lạnh. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.